Anh chàng đồng tính Trần Văn Điểm, gầy guộc, mặt mũi lấm lem đậm chất thôn quê, với ngoại hình hiền lành, trói gà không chặt, đã khiến cho ai lần đầu gặp anh ta cũng đều thương cảm và muốn giúp đỡ. Ấy vậy mà vào năm 2014, chỉ trong vòng có 4 tháng ngắn ngủi, y đã thẳng tay tiễn 4 người đàn ông cao to hơn mình ở 4 địa phương khác nhau về chầu trời bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi và tàn độc. Gã đồ tể máu lạnh không sợ trời không sợ đất là nỗi ám ảnh của ngành tư pháp một thời. Bản án nào dành cho kẻ sát nhân tàn độc? Tại sao kẻ này ra tay liên tiếp và lạnh lùng đến như vậy? Và ẩn sau chuỗi tội ác khủng khiếp này là gì? Hãy cùng quay ngược dòng thời gian và đến với một liên hoàn án chấn động một thời trong giới đồng tính. Chân dung kẻ sát nhân đồng tính. Trần Văn Điểm sinh năm 1987, ngụ xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, là con trai út trong gia đình có 4 anh em. Nhà Điểm thì nghèo nhất xóm, mưa là mang chậu giờ hứng nước. Dù gia cảnh khốn khó nhưng mà từ nhỏ hắn đã sớm hư hỏng, mê chơi bi da, nghiện điện tử nặng. Đến năm lớp 7 thì nghỉ học ở nhà, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nhà nghèo nên từ năm 17 tuổi, Điểm đã tự đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề bán hoa quả và bằng đĩa. Vài năm sau đó thì chuyển sang làm má mì, dắt mối cho giới đồng tính nam, nhưng mà lại ít khách và thị trường cạnh tranh khốc liệt, nên y mới đành sống lang thang và hành nghề tẩm quất rác hơi dạo. Thi thoảng cái lúc có tiền nhờ ghi số đề trúng hay được khách boa thêm tiền, hắn lại cùng bạn bè làm thử mấy tép để fly to the sky. Và những cái lúc mà không có khách, Điểm sống bằng cách xin đều người bán vé số hay ăn cơm chay miễn phí. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2014, anh Trần Minh Phước, 23 tuổi, cùng vợ mới phát cơm từ thiện tại vòng xoay Lê Quang Sung, Phạm Đình Hổ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Điểm, lúc này lấy tên giả là Thành, chen vào lấy mà không xếp hàng. Điểm và anh Phước mới nổ ra xô xát cãi vã. Trước đó thì Điểm cũng từng nhiều lần đến xin cơm từ thiện tại nhà anh Phước, nhưng mà hay bị anh Phước nói mỉa mai là cái đồ bắc kỳ, khiến cho Điểm ôm hận. Thủ sẵn dao trong người, tìm cơ hội nếu anh Phước lại nói mát mình thì sẽ cho anh biết tài. Và rồi chiều muộn của cái ngày định mệnh ấy cũng đến, khi mà bị anh Phước dùng tay không cho một phát vào mặt, Điểm mới bỏ chạy, nhưng bị anh Phước đuổi theo túm được áo để tiếp tục hành hung. Điên tiết thì Điểm mới rút hàng nóng mang sẵn ở trong người ra và tác động vào anh Phước. Anh lùi lại liền bị Điểm xông tới đầm tiếp. Khi mà anh Phước ngã xuống đất, Điểm lạnh lùng thêm nhiều nhát nữa vào người nạn nhân. Sau khi gây án thì Điểm đón xe ôm về nhà một người quen, mượn tiền trả rồi bỏ trốn ra Đồng Nai và đi nhờ xe container để hướng ra Bắc. Khi mà trên xe container ra đến Bình Định thì sau đó lấy tên là Ngọc, xin vào làm ở quầy đồ chơi của đoàn lô tô Mây Xanh. Tại đoàn lô tô này, Điểm quen một người phụ nữ và kể cho người này việc mình đã từng xuống tay với người khác. Điểm rủ người này tham gia cùng mình bằng thủ đoạn để người này giả làm gái bán hoa đón khách. Sau đó thì Điểm sẽ ra tay sát hại để mà cướp tài sản. Người phụ nữ này đã không đồng ý với việc làm của Điểm, nhưng mà cũng không tố cáo y. Ở đoàn lô tô được hơn 2 ngày, làm không ra tiền, Điểm tiếp tục hành trình ra Quảng Ngãi thông qua một người quen trong đoàn lô tô. Tại đây y gặp được Phạm Văn Nghĩa, theo lời giới thiệu của người ở đoàn lô tô để tìm việc mới. Trong cái đêm ngày 24 tháng 8 năm 2014, Điểm đã nảy sinh ý định sẽ ra tay với anh Nghĩa để cướp xe máy và tài sản. Tuy nhiên là chiều hôm ấy, anh Lê Minh Hiệp là bạn của anh Nghĩa đến chơi, gặp Điểm nên mới bắt chuyện làm quen. Thấy người đàn ông Hiệp này cũng là người đồng tính kín và đi xe tay ga đắt tiền, hắn mới ngay lập tức chuyển mục tiêu. Để thực hiện được ý định, Điểm nói lần đầu đến Quảng Ngãi và muốn nhờ anh Hiệp chở đi dạo. Cả hai mới đến khu vực bờ kè sông Trà Khúc. Hắn mới bảo Hiệp tìm nơi vắng vẻ để ẩn ái. Trong cái lúc xe chạy xuống bãi sông Trà Khúc, Điểm ngồi sau rút dao từ túi sách và nhét vào lưng quần. Khi mà Hiệp dừng xe, hắn giả vờ để rơi mũ bảo hiểm rồi túm tóc người bạn mới quen, tác động đến hơn chục nhát khiến nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Lấy xe và các tài sản khác của anh Hiệp, hung thủ chạy một mạch lên Tây Nguyên lẩn trốn. Sau một đêm ngủ trọ ở Đắk Lắk, Điểm xuống thành phố Pleiku, xưng là Lê Minh Hiệp, để bán xe vừa cướp được cho tiệm cầm đồ lấy 15 triệu đồng. Điểm lại nghĩ đến việc đi cướp tiệm vàng. Hắn mới đi tìm mua súng để làm hung khí gây án, nhưng mà không có. Lúc này tình cờ xem trên báo đài, y biết được mình đang bị truy nã.
Y liền đón xe ra Hải Phòng lẩn trốn. Khi mà hết tiền, hắn làm quen với ông Phạm Văn Can, 67 tuổi, là nghệ nhân nấu ăn. Nhờ vào vẻ ngoài nhỏ con, trông rất liệu yếu đào tơ, nên đi đến đâu cũng được những người đàn ông thương cảm và giúp đỡ. Điểm một lần nữa nhìn trúng ông Can, vì nghĩ ông này có rất nhiều tiền, và rồi y lại động sát tâm. Vào đêm ngày 14 tháng 9 năm 2014, Điểm gọi điện thoại cho ông Can, nói là muốn đến nhà ông Can ngủ và hứa là sẽ chiều người đàn ông đồng tính này. Ông Can cũng đồng ý. Tối ngày 15 tháng 9, Điểm mang ba lô, bên trong thì có dao, và đến nhà ông Can. Vào phòng ngủ, y để hung khí ở dưới gối nằm. Đợi đến tận khuya, khi mà ông Can đã ngủ say, y mới lấy ra tác động nạn nhân liên tiếp cho đến khi ông hoàn toàn tắt thở. Điểm lấy của nạn nhân này một chiếc điện thoại, một xe máy trị giá 8 triệu đồng, tiếp tục bỏ trốn. Hắn bán số tài sản cướp được, đón xe đò quay lại thành phố Hồ Chí Minh, mua dụng cụ rác hơi và chiếc xe đạp, và rồi xuống Bà Rịa Vũng Tàu hành nghề với tên mới là Hiếu. Điểm lang thang khắp nơi mà không có chỗ ở cố định. Ngày 14 tháng 12 năm 2014, ngồi uống cà phê vỉa hè ở thành phố Vũng Tàu, Điểm nhìn thấy chủ quán đồ chay Nguyễn Hoàng Ngân, 39 tuổi, đeo rất nhiều vòng vàng, nên ngựa quen đường cũ lại chủ động làm quen. Tối đó mới đến rác hơi cho anh Ngân, thấy anh ở nhà một mình, hắn mới xin ngủ nhờ để mà tiện đấm bóp, rồi yêu cầu anh Ngân nằm sấp xuống để rác hơi. Không có chút mảy may nghi ngờ, anh Ngân nằm sấp. Ngay lập tức thì kẻ đồ tể dùng chiêu thức cũ để ra tay tiễn vị khách về chầu với ông bà ông vải. Sau khi hành xử xong thì Điểm cởi quần áo ra, vào nhà vệ sinh rửa cho sạch máu. Hắn đi vào các phòng để lục tìm tài sản nhưng mà không thấy. Bực tức vì không tìm thấy thứ gì có giá trị, Điểm lại tiếp tục đâm liên tiếp vào thân thể của anh Ngân thêm vài nhát để cho bỏ tức. Sau đó con ác quỷ nó lấy hai điện thoại của anh Ngân và xe máy của nạn nhân và chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh để trốn. 5 ngày sau đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2014, khi mà đang ngủ tại phòng trọ của bạn tại quận Tân Bình, Điểm bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xông vào bắt giữ. Lời khai rợn người. Tại cơ quan công an thì Trần Văn Điểm thừa nhận bản thân là một người đồng tính, lười lao động mà lại thích tiêu xài, nên ăn tìm những con mồi cũng là người đồng tính, có tài sản và ở một mình. Sau đó thì chủ động lừa nạn nhân đến những nơi vắng vẻ để ân ái và sau đó thì gây án. Khi mà nghe những lời khai lạnh lùng vô cảm của Điểm, những trinh sát và điều tra viên nhiều năm lăn lộn trong nghề, từng điều tra quá nhiều vụ trọng án thì cũng phải dùng mình kinh sợ. Từ khi bị công an bắt, Điểm vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh và không sợ hãi. Tại phiên xét xử vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, bị cáo ngoan cố không chịu khai họ tên và không hợp tác, tỏ thái độ bất cần, không trả lời các câu hỏi tòa đặt ra khi luôn nói đã quên hết, không khai, tòa tích cho bao nhiêu năm thì nhận bấy nhiêu năm. Chỉ đến khi luật sư thuyết phục thì bị cáo mới bắt đầu trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử về họ tên và quê quán. Khi mà chủ tọa hỏi có ý định đuổi cùng giết tận nạn nhân khi cướp tài sản hay không, bị cáo không một cái nhíu mày mà trả lời rằng đã ra tay thì phải làm đến cùng. Bị cáo khai nhận tại tòa là xem quá nhiều phim kiếm hiệp nên gặp ảo giác, chỉ cần gặp người không thích thì sẽ xuống tay. Điểm khai mình bị ảnh hưởng bởi á phiện, game nên nhập vai làm anh hùng cứu nhân độ thế và sát hại người ta. Y cũng lạnh lùng khi tuyên bố rằng nếu mà không bị bắt sớm, tôi sẽ còn sát hại thêm nhiều người nữa. Vết thương mà hắn gây ra cho những nạn nhân đều là những vết chí mạng, đa phần đều tử vong ngay tại chỗ. Chỉ 4 tháng mà 4 mạng người đã ra đi trước một người đồng tính nam, tưởng chừng như trói gà không chặt. Và trong 4 vụ mà hắn gây ra, có 2 nạn nhân bị xuống tay tới mức gãy ở can dao. Thậm chí là y còn nói những lời rất sốc, như nếu dao không gãy thì sẽ còn làm ra những điều tồi tệ hơn nữa. Cho rằng hành vi của Trần Văn Điểm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, máu lạnh, coi thường tính mạng người khác. Bị cáo cũng thể hiện rõ sự tinh vi, nguy hiểm của mình khi mà lập kế hoạch và tính toán thời gian thực hiện chính xác. Lúc ra tay thì cực kỳ tàn ác. Hội đồng xét xử cho rằng cần xử lý Điểm bằng một bản án cực kỳ nghiêm khắc. Đó là loại trừ vĩnh viễn y ra khỏi xã hội, cũng là để làm gương răn đe những kẻ đang có ý định phạm tội. Vì thế thì Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt Trần Văn Điểm án tử vì tội sát nhân,
và 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, quyết định xử phạt Trần Văn Điểm là tử hình. Khi được nói lời sau cùng, Điểm im lặng. Khi nhắc đến bồi thường cho bị hại, Điểm không đồng ý, nói mạng đền mạng chứ không có tiền. Nghe tòa tuyên án tử, Điểm lạnh tanh, không có một chút ăn năn hối lỗi. Báo chí góp phần tạo nên một con quỷ đội lốt người. Dù là án này đã khép lại với sự máu lạnh tàn độc của hung thủ, song khi phân tích và tìm hiểu kỹ về đối tượng này, người ta mới nhận thấy đằng sau sự tàn bạo mất hết tính người đó lại có sự góp sức gián tiếp từ cánh báo chí truyền thông. Một nhà báo trong quá trình điều tra lại vụ án liên hoàn của Trần Văn Điểm đã được phép vào phòng tiếp xúc và trao đổi với Điểm lý do vì sao hắn lại ra tay với quá nhiều người đến vậy. Sau khi từ bỏ sự bất cần ngổ ngáo, hắn cũng chút hết lớp phòng bị cuối cùng khi nhắc đến người nhà. Hỏi chuyện về gia đình và cha mẹ, Điểm trùng giọng kể lại. Trong nhà, em và mẹ thương nhau nhất. Đi làm dành dụm được, 2 ngày em gọi về nói chuyện với mẹ cả tiếng. Mẹ hỏi em ăn uống, sức khỏe ra sao, em đều nói là bình thường để mẹ yên lòng. Bây giờ em thấy tiếc cuộc đời. Em thừa nhận hết, nhưng trừ vụ sát hại Phước. Sau khi gây án thì em về nhà. Em có trốn đâu, em đọc báo mạng. Báo chí viết rất là sai về em ở vụ này. Em dành cơm hồi nào chứ? Nó, ý chỉ nạn nhân Phước. Hay nói em là cái đồ bất kỳ, qua đánh em trước, nhưng mà báo lại viết là em đi dành hộp cơm. Không được thì đâm nó toi mạng. Và từ những cái từ ngữ và từ cái vụ này khiến em trượt dài, không sợ làm liều nữa. Cần tiền là xuống tay với bất kỳ ai. Quả thực là thời điểm từ sau ngày Điểm mà đâm gục anh Trần Minh Phước, hầu hết các tờ báo đều viết thông tin về Điểm như một kẻ sát nhân máu lạnh và vô ơn. Người ta đã phát cơm từ thiện cho mình mà Điểm lại dành cơm, ra tay tàn độc. Phía dưới mỗi bài báo là rất nhiều bình luận của bạn đọc lên án, phê phán gay gắt, thậm chí mắng chửi Điểm. Các luật sư của Điểm cũng cho rằng chính sự tác động từ báo chí và dư luận khiến cho Điểm dần biến đổi tâm lý, ngày càng trở nên không bình thường và cuối cùng trở thành một tên đồ tể với ý nghĩ là đằng nào cũng mang tiếng ác, thì nhất là cho bét luôn. Dù lý do là gì đi chăng nữa, không thể biện minh cho tội ác mà y đã gây ra. Đối với nạn nhân Phước, có thể chỉ là vì xích mích có sẵn, nhưng mà với 3 nạn nhân còn lại, họ thật sự ra đi quá bất công. Chỉ vì sự chủ quan, lòng tốt muốn giúp đỡ người khác mà mất cảnh giác trước kẻ xấu, để rồi phải nhận về cái giá phải trả quá đáng cay bằng chính tính mạng của mình. Với gia đình bị hại và chính nạn nhân Điểm đều là một chuỗi bi kịch. Không ai mong muốn xã hội lại nảy sinh ra một tội ác tày trời đến như vậy. Vụ án này thì cũng gióng lên một hồi chuông báo động đỏ về loại tội phạm đơn lẻ, gây án cực kỳ manh động, tàn ác và nguy hiểm, biến thái trong tư tưởng, méo mó trong nhân cách. Hy vọng là bất kể giới tính nào, từ đàn ông, đàn bà hay những người đồng tính chuyển giới sẽ đều luôn cẩn trọng trước những người lạ. Thương người thì là tốt, nhưng mà lòng tốt của bạn có thể sẽ bị kẻ ác lợi dụng. Hãy luôn đề phòng bạn nhé.